Xin kính chào toàn thể quý chị và các bạn đang quan tâm đến kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại không giới thiệu về bán tải nữa mà là giới thiệu một cái chiếc xe 5 chỗ ngồi SUV UV, xe CRV sản xuất năm 2007, số tự động, máy xăng 2.0, màu xám, biển Hà Nội. Chiếc xe này thì bên em Lợi đang chào bán với cái giá là 315 triệu quý chị nhé. Tầm tiền 315 triệu mà được một cái chiếc xe SUV và xe cao, gầm cao, máy thoáng, đi cực kỳ thích đây quý chị ạ. Với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý chị 100% là nguyên bản từ cánh cửa cốp trước cốp sau, là keo chỉ nguyên zin. Tất cả các kính đèn theo xe đều không bị thay thế, và tất cả các cái lốp này thì bác chủ mới thay, một dàn cực kỳ đẹp. Xe được trang bị la răng đúc 5 chấu và tất cả các cái phần la răng và lốp là R17, nên là khung gầm cao đi rất chi là thích nhá. Xe được trang bị cảm biến va chạm lùi phía sau này, và đèn cột của chiếc xe, đèn zin, đèn hậu nguyên bản hết. Với xe này thì cũng được bác chủ lên cam lùi này, cam hành trình này, màn hình này đầy đủ hết rồi. Từ các cái ba đời sốc phía sau này nó đều là mới. Với anh chị em thì nhìn cái phần gầm của chiếc xe, những chiếc xe Hà Nội thì khung gầm không có mục mọt gì, tất cả khung gầm thì không có bị chảy dầu. Một cái chiếc xe CRV chất nguồn gốc từ Hà Nội nên là quý anh chị cũng yên tâm về khung gầm này, khá là ok và mới. Đấy, chưa sơn lại, toàn bộ xe kính đèn đều Honda. Và anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Đấy. Sau đây em sẽ quay tổng thể nội ngoại thất cho quý anh chị xem nhé. Sau đây em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem này. Từ các cái phần đèn này, xe được trang bị đèn pin xi lông này, và các cái phần khe hở của ba đời sốc với lại phần đèn nó khít đều nhau. Đấy. Và cái phần ba đời sốc này nó không bị đâm xô, sơn zin toàn bộ. Đấy. Tất cả các cái biển này thì được ép meca rồi, và các cái biểu tượng mặt ca lăng đến biểu tượng chữ H của chiếc xe Honda này thì khá là sáng và đẹp. Đấy. Phần đầu là tuyệt đối là không có đâm xô. Đấy. Đèn bên phụ của chiếc xe, đèn pha này, pin xi lông, và cũng được dán thẻ vẽ ETC rồi, nên là quý chị chạy cũng không phải lo. Cabo của chiếc xe là sơn zin, tôn vỏ cabo rất là mỏng nhá. Toàn bộ các kính lái không có rạn nứt gì. Và xe này đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Đấy, từ số trời hoạt động đầy đủ hết. Cái phần liên sườn này, khe hở cabo nó đều, và các cái phần cu lốp của chiếc xe nó khá là mới. Lốp này thì năm quả mới thay, cực kỳ dày. Đấy. Vâng, từ cái gáo gương thì nó chỉ bị chảy xước một chút thôi, nhưng mà toàn bộ là nguyên zin. Vâng, sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất cho quý anh chị xem nhé. Toàn bộ cái phần nội thất bên trong thì được trang bị nội thất ghế da màu kem rồi, và các cái phần táp ly cánh cửa này nó là nguyên bản hết, chỉ cánh cửa là nguyên zin nhé. Đấy. Các cái ốc này là nguyên bản hết này, kính của đều là của hãng Honda hết, nên quý anh chị yên tâm nhé. Đấy, xe thì được trang bị lên xuống kính điện hết cả. Đấy, từ các móc khóa này, mạ chrome này, tay nắm này khá là đẹp. Và phần nội thất bên trong của chiếc xe đây, quý anh chị xem, từ cái táp ly này, cánh cửa nội thất đấy, táp ly bóng khí là nguyên zin. Và toàn bộ cái phần hộp số vô lăng đấy, rất là đẹp nhá. Vô lăng của chiếc xe là khâu da. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội nhé. Các bác có nhu cầu bán xe, ủng hộ em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Vâng.
Đây, toàn bộ cái vô lăng này, cam hành trình này, đấy, đều được trang bị đầy đủ hết rồi. Và đây, vô lăng của chiếc xe là vô lăng ba chấu này. Ghế của chiếc xe là ghế da zin từ đầu, không có chảy rách gì. Và ra ghế cực kỳ dày, xịn sò. Đấy, đường gân ghế mà sau mười mấy năm sử dụng, nhưng mà toàn bộ ghế lái nó còn đẹp như thế này đây quý chị này. Trần của chiếc xe là trần lý nhá. Và có cửa sổ trời đây, cửa sổ trời. Đấy, tất cả đều hoạt động khá là tốt. Và toàn bộ nội thất từ ghế lái ghế phụ nhìn nó đều nhau, nó không có dấu hiệu bị lệch, và vô lăng khâu ra toàn bộ nguyên zin. Đây là cái phần ghế phía sau của chiếc xe nha quý chị ơi, toàn bộ ghế phía sau nó cũng khá là mới đây. Đấy, các cái phần trần khung cột này, các cái cột này là zin không bị đâm xô gì nhá. Đấy, nhựa nó là nguyên bản hết từ đầu, và toàn bộ cái phần đường gân ghế này nó căng, ghế không chảy rách gì. Một cái chiếc xe SUV cao CRV phù hợp cho anh chị em đi gia đình khá là hợp lý. Đây là cái phần cốp phía sau của chiếc xe nhé. Toàn bộ cái khoang chứa hàng khá là rộng và thoải mái. Từ các cái ốc cốp này là nguyên bản này. Đấy, đèn và các ốc đèn này là zin 100% là không có đâm xô, tuyệt đối là không đâm xô cái phần sau. Quý anh chị có thể dọc cái giật cái dây này ra để xem, toàn bộ là zin hết 100%. Đấy, nét còn cứng thế này cơ mà. Toàn bộ xe đinh bấm đinh dập nó đẹp như thế này quý anh chị này. Đấy, tuyệt nhiên là không có đâm xô gì. Bóc ra cho anh xem toàn bộ cái khoang chứa lốp này. Đấy, từ khoang chứa lốp đều đẹp, và bên em Lợi đã cho dọn vệ sinh cái chiếc xe này rồi, nó rất là mới nhá. Đèn camera lùi này. Đây là cái phần hai cánh cửa bên lái của chiếc xe nhá, từ cái tắp ly này nó mới, chỉ cánh cửa là zin hết toàn bộ, sơn zin lòng trong này. Đó, toàn bộ các cái phần ốc này là ốc nhái là nguyên zin, tắp ly ra khâu ra từ đầu, và các cái phần nhựa này cực kỳ đẹp và mới. Đó, đây là cái cánh phía trước của cánh lái đây quý anh chị này. Đó, bốn cánh cửa là tắp ly nguyên kính zin 100%. Xe được trang bị lên xuống kính điện này, đều rất là đẹp và mới nhé. Gương gập điện này, gương gập điện chỉnh điện đầy đủ hết. Cái bậc lên xuống này rất là mới, không có chảy xước gì, mạ chrome. Ốc tai ốc cột này là zin này, tem mã cột là nguyên bản hết. Đây em sẽ quay vào cái phần máy cho quý anh chị xem nhé. Toàn bộ phần máy khối động cơ là sử dụng động cơ máy xăng 2.0. Và tất cả các máy này thì đều là nguyên bản, chưa có tháo lắp và chưa làm lại hơi. Từ các con ốc chân máy này, quý anh chị nhìn các con ốc chân máy này, nó rất là đẹp và nguyên bản nhá, chưa tháo lắp gì đâu. Đấy, động cơ máy của Honda thì quý anh chị biết rồi, máy đi rất là bền, phụ tùng thay cực kỳ rẻ trên mọi miền tổ quốc. Đấy, toàn bộ xe thì quý khách hàng có thể quan sát thấy cái khoang động cơ của chiếc xe nó khá là đẹp đây. Và toàn bộ xe từ các cái phần cabo này, ốc cabo, chỉ cabo là nguyên zin. Sau đây em Lợi sẽ nổ cho anh chị em nghe cái tiếng động cơ của chiếc xe nhé. Đấy, toàn bộ động cơ máy xăng 2.2 chạy rất là êm quý anh chị ạ. Các bác nghe cái tiếng động cơ chạy im phát luôn. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái chiếc xe Honda CR-V sản xuất năm 2007 với cái tầm tiền 315 triệu nhá. Có thương lượng cho anh em nào nhiệt tình tại cửa hàng em Lợi nhá. Đây là toàn bộ vừa rồi là em quay từ máy nội thất khung gầm của chiếc xe cho quý anh chị rồi. Và bác nào mà có nhu cầu nhấc máy lên liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc anh chị em nào mà có nhu cầu bán xe, em Lợi cũng nhận mua xe trên mọi miền tổ quốc nhé. Các bác ủng hộ em Lợi và nhớ là ấn nút chuông theo dõi màu đỏ để cập nhật sớm nhất các dòng xe mà bên em Lợi về theo năm tháng. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.